Rất là căng thẳng. Đằng sâu nó cũng khá hung dữ các bạn. Rồi, nó kéo xuống sâu ở một cái vị trí nào đó. Ở dưới thôn này sẽ có chương trình mổ trâu để cúng theo phong tục cúng rừng già của người dân tộc Hà Nhì đấy các bạn. Ngày hôm nay thì Sơn đang cùng một số các anh chị ở cũng ở Y Tý này và đang xuống dưới này để tham gia cái lễ hội thì những cái tiết mục văn hóa của người đồng bào dưới này các bạn. Mọi người quan sát thấy có một cái cổng chào đẹp không? Làm bằng gỗ và kiểu đập máy xanh không? Choạng then à. Thôn Choạng Then các bạn ạ. Đó, và con đường đi xuống đây thì nó là đường bê tông thôi, nhưng mà nó cũng cũ rồi cho nên là hơi sóc một xíu. Ở dưới này thì khi đến đây thì Sơn đã quan sát thấy một cái view khá là đẹp nếu khi chúng ta soi từ trên cao xuống. Đó là những ngôi nhà kiểu dạng nhà cổ ấy của người Hà Nhì các bạn ạ. Đó kia, như quan sát từ phía xa kia, các bạn có thể nhìn thấy những ngôi nhà rất là hay. Khi mà chúng ta đến đây thì Sơn cũng thấy có một cái nó rất là thú vị, nó rất là hay. Bởi vì quan sát từ phía xa thì chúng ta có thể là trông nó đơn giản thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta bước chân đến đây thì chúng ta lại sẽ có một cái cảm giác rằng như là chúng ta đang đi vào một cái khu phố cổ gì đó các bạn ạ. Nó rất là hay bởi vì trong này nó cũng có những homestay rồi các thứ rất là tuyệt vời luôn này. Đấy, ví dụ đây là trước cửa một ngôi nhà của người Hà Nhì. Mình đang tạm thời đứng đây để hỏi đường tiếp theo đó các bạn ạ. Xin chào mọi người nhá. Các cô gái Hà Nhì rất là xinh đẹp các bạn ạ. Và cũng thấy có du khách về nơi đây để kiểu như là xem các cái phong tục tập quán cái lễ hội của người Hà Nhì vào ngày Thìn tháng 6 hàng năm các bạn. Thì người Hà Nhì sẽ tổ chức mổ trâu để kiểu như là cúng rừng già ấy. Đấy. Thì ngày hôm nay cũng khá là đông du khách đã cũng đổ về đây. Đây rồi các bạn ơi. Theo như Sơn đã nhìn thấy rồi, đã nhìn thấy mọi người đã tập trung ở đây. Đã tập trung ở đây và bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển cùng với các anh chị ra bên ngoài này xem. Và Sơn cũng có nhìn thấy bên này có con trâu đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra các bạn nhé. Trước khi đến đây thì Sơn sẽ ghi hình cái ngôi nhà mái lá danh này một chút này. Bởi vì là các bạn theo dõi trong cái video trước á, thì trong khi mà mọi người biểu diễn các tiết mục ở trên sân khấu trong video trước mà Sơn đã quay ấy, thì đây chính là những cái ngôi nhà chính thức mà trong cái đoạn múa là có hình thức mô phỏng các bạn. Thì và đây chính là hình thức ngôi nhà đó. Còn đây, đây là con trâu, một con trâu đực ở đây. Và sau đó là người ta sẽ mổ và làm thịt để cúng ở đây.
Hello các em. Gặp YouTuber các bạn này. Tên kênh gì em nhỉ? Thanh Quang Tây Bắc. Thanh Quang Tây Bắc. Còn em. Ok, chào các em nhá. Các em tới lâu chưa? Em vừa xuống. Vừa mới xuống à? Thế sao đi mà chẳng thấy alo cho anh cái? Không, anh không bay. Không. Chắc là của ai đấy, anh không bay. Ờ, thế đã quay được nhiều chưa? Em vừa quay được một tí. À thế à? Ờ thôi, tập trung mỗi người quay một tí đi. Mỗi người quay đi, không có xong rồi tí nữa anh em lại ngồi với nhau nhá. Quá trình chuẩn bị làm cái nghi lễ mổ trâu đang chuẩn bị được bắt đầu rồi các bạn ạ. Đó, bây giờ mọi người sẽ buộc cái chân nó lại. Nhưng mà con trâu này thì có vẻ là khá là hung dữ. Rất là căng thẳng. Con trâu nó cũng khá hung dữ các bạn. Rồi, đó lại tuột. Ngày hôm nay ở nơi đây thì cũng khá là nhiều các phóng viên nhà báo, rồi khách du lịch và cùng các người dân bản ở nơi đây để đang chuẩn bị đón xem một cái màn chi tiết rất là đặc biệt. Đó là lễ mổ trâu cúng tế. Mấy thanh niên đang cầm cái dây để trói chân chú trâu đó lại, nhưng mà có vẻ cũng khá là khó. Thắt ra đây. Đấy đúng, này, lại phải giữ gần hơn. Đấy kia. Đấy, trông anh này làm có vẻ là rất đơn giản đấy này. Đây rồi. Rồi ok. À, mấy người vừa rồi là lằng mãi không được. Nhưng anh này vào một cái đã được ngay. Kiểu như là chủ trâu, kiểu như là chủ trâu các bạn. Cho nên là nó. Rất đơn giản. Đầu tiên thì có vẻ là chú trâu rất là hung dữ. Nhưng anh chàng dắt trâu đã làm một cái gì đó và khiến cho chú trâu trở lên rất là lành hiền. Chú cho cháu hỏi một xíu là cái dây mà để đang trói cái chân con trâu kia thì nó là làm bằng dây gì vậy chú? Đó. Cái dây này, dây buộc chân này là làm bằng da con trâu luôn hả anh? À. Rồi, bây giờ sẽ lồng những cái dây chéo vào với nhau. Và con trâu bây giờ thì Xuân thấy là có vẻ là chú trâu bây giờ đang rất lành hiền trở lại rồi. Thấy đứng im để cho mọi người buộc dây. Chuẩn bị này, các thanh niên trai tráng của làng. Rồi, đã vật ngã con trâu xuống rồi các bạn. Các thanh niên trai tráng của làng.
Và chú trâu đã được vật ngã ra. Bây giờ thì mọi người sẽ trói chân chặt lại. Kéo chú trâu vào một cái vị trí nào đó. Mọi người đang tập trung để mổ con trâu ở phía bên kia các bạn ạ. Chắc có lẽ thì Sơn sẽ di chuyển lên khu bên trên của bản làng để Sơn ghi lại những cái hình ảnh các chị em chuẩn bị cỗ ở trên đấy xem là như thế nào các bạn nhé. Sơn đang bắt gặp hai bạn gái người Hà Nhì rất là xinh đẹp. Em gái cho anh hỏi một chút, bạn bên tay trái này, em tên là gì? Em tên là Tráng Thê Hụ. À, em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2007. 2K7 à? Vâng. Thế còn bạn bên này thì tên là gì? Em tên là Phu Si ạ. À, thế là cùng tuổi với cả bạn đấy luôn à? Hay là ít tuổi hơn hay nhiều hơn? Bằng tuổi ạ. Bằng tuổi. Thế nhà các em có gần đây không? Có ạ. À, thế là hôm nay là vừa đi xuống ở dưới kia để kiểu như là dự lễ cùng với cả mọi người dưới đấy à? Vâng. Thế vừa rồi thì các em làm cái công việc gì ở dưới chỗ mổ trâu? Có làm gì dưới đó không? Vâng, cháu xuống chụp ảnh. À, mình chỉ xuống chơi chụp ảnh thôi. Vâng. Thế còn hôm nay nhà mình có làm bánh dày các thứ không? Có ạ. Có à? Vâng. Thế đã làm chưa hay là bây giờ mới chuẩn bị về để làm? Làm rồi ạ. Làm rồi? Vâng. Làm nhiều, nhà mình có làm nhiều không? Có ạ. À, thế hôm nay cho anh về nhà ăn bánh dày cùng với được không? Được ạ. Ok. Cái quá trình mọi người đang mổ trâu và làm thịt trâu ở bên dưới kia thì vẫn đang diễn tiếp. Và sau khi mọi người mổ trâu xong thì mọi người sẽ chia ra cho mỗi từng hộ gia đình một phần nào đó và đem về nhà để làm cỗ. Và buổi tối ngày hôm nay thì mỗi nhà sẽ có một mâm cỗ để cúng, kiểu như là trước tiên thì là cúng về gia tiên, sau đó là cúng về theo một cái phong tục tập quán của người Hà Nhì các bạn ạ. Và chắc có lẽ thì Sơn cũng sẽ tạm thời kết thúc cái video này tại đây để Sơn đi lên trên cái khu làng bản của người Hà Nhì trên này để xem là có thêm những cái gì nó độc lạ hơn không, có những cái món ăn gì chẳng hạn, hay là về những cái nghi lễ mà người dân Hà Nhì ở đây họ làm để cúng vào những cái ngày thìn, cái ngày rất là trọng đại của lễ hội Hà Nhì này các bạn ạ. Thì chắc là bây giờ Sơn sẽ tạm thời kết thúc cái video này tại đây nhé. Bye bye.